Xin chào các bạn nha. Hôm nay cửa hàng Nguyễn Văn Châu có về một con máy cài Mitsubishi MT21. Con này có xúc lật luôn nha. Cần cao lắm. Đây nè. Con này còn rất là đẹp nha. Cái cần này thì em có dặm sơ lại rồi nè. Còn vàng lông là không có nè, rin nè. Còn cái này là em dặm sơ rồi nè. Đó là để nói cho mấy anh nghe, để mà nói này cầu của nó nè. Xe này là còn rin hết á. Đây nè, cầu. Cầu còn rất là đẹp. Cái nào mình dặm thì mình nói dặm thôi, còn cái nào rin thì mình nói rin. Đây nè, đây là nước xương rin nha. Đó, còn cái này là dặm nè. Đó, anh em dặm lại nè. Đây. Đây là nước sơn rin nha. Đây nè. Đó, mấy anh nào mà sơn được cái cỡ này thì cỡ nào em cũng chịu hết. Chứ để nói xe bên em nó hay sơn lại. Con này nó chạy 1954 giờ đây nè. Còn rất mới. Vỏ này là nó đi vỏ 9524. Vỏ thì nó hơi răng rồi. Nhưng không chưa nước muối nè. Vỏ này chỉ nó răng nhẹ thôi, răng không đáng kể. 9524. Vỏ trước là 714, vỏ trước thì hơi xấu. Nếu mà ai có nhu cầu thì em thay cho cặp vỏ trước, em không lấy tiền luôn. Con này ai cần thì liên hệ em số điện thoại 0972 547 272. Còn rất là mới, cần dơ cao. Con này đổ khoảng 5 tấn rồi nha, rất là cao. Đây để em dở ra coi cho mày. Chở ông tao cái sơ bô lên, có con tay dở được. Kia luôn đi, đây nè, này xài hai bơm nha. Con này có trợ lực, máy còn rất là đẹp, chưa bung chưa đụng đậy hết, còn riêng nguyên bản đây nè. Đây bô còn mới tinh nè. Đó nha, theo à, còn 7 màu hết á. Kim dễ nổ, khỏi cần xong, rất là nổ rồi, im ru. Con này nổ rất là im nha. Thấy không? Nè. Này là nó nổ rồi đó. Rồi không nghe tiếng luôn á. À, nổ rất là im luôn. Chú cái khoan. Khoan gì chú? Có chú chờ con chút nha, để con
con này nó có trợ lực nha, trợ lực rất là nhẹ. Nổ im ru luôn. Nó đang nổ quá chứ không phải mà ngay đâu nè. Này mà đứng ở ngoài là máy này nổ nó im rồi. Ổng bánh lên luôn, bơm còn rất là mạnh. Đúng không? Rồi để mình kêu anh Thảo đến chạy tới chạy lui cho các bạn coi. Ê ơi, tới rồi. Chạy tới chạy lui coi. Có cái bình nằm dưới á. Cái bình nằm dưới. Đó, rồi chạy tới chị luôn. Lên hết cỡ luôn đi. Rồi tới đi. Con này còn rất ngon nha. Ai có nhu cầu thì liên hệ em số điện thoại nha. 0972 547 272 nha. Rất đẹp. Rồi chạy vô nhà luôn đi. Rồi bạn coi video thấy hay thì cho mình một like, đăng ký và chia sẻ nha, để có động lực mình làm nhiều video rồi hay hơn cho các bạn coi. Ai có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại để dưới phần mô tả. 0972 547 272. Cảm ơn các bạn nha.